chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 19 tháng 7 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp đón ngài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành. Bộ phận D&T tiến hành khóa học tổng quan về code. Thành lập hai câu lạc bộ câu cá và câu lạc bộ đá cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 7, Dusan Vina đã long trọng đón tiếp ngài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ ngành đến tham quan công ty. Chuyến tham quan này là sự tiếp nối của buổi làm việc giữa ngài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và tạm giám đốc Janine Chun vào ngày 6 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội. Phát biểu trong chuyến thăm tại trụ sở Dusan Vina ở khu kinh tế Dung Quốc, Quảng Ngãi, ngài Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư hoạt động sản xuất của Dusan Vina, mong muốn công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hơn, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các nhà máy, cơ sở sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp nặng. Ngài cũng đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam và pháp luật Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng phát triển sản xuất. Mong muốn Dusan tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển, uy tín trên thị trường thế giới, phát triển kinh nghiệm, các mối quan hệ, đối tác và mong muốn Dusan khuyến khích bạn bè Hàn Quốc và các nước đầu tư vào Việt Nam. Ngài đồng thời nhắc nhở Dusan Vina luôn quan tâm nâng cao đời sống người lao động, phát triển văn hóa gắn bó giữa người lao động và người quản lý, quan tâm đến bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề xử lý chất thải công nghiệp. Trước khi kết thúc chuyến thăm của mình, ngài cùng đoàn đã đến tham quan nhà máy boiler, tìm hiểu việc nội địa hóa các sản phẩm cơ khí cho ngành nhiệt điện trong nước và chúc cho công ty luôn phát triển vững mạnh, thu được nhiều lợi nhuận để tái đầu tư sản xuất hiệu quả. Một khóa đào tạo kéo dài 3 ngày đã được tổ chức nhằm giúp các tổ trưởng và quản đốc nâng cao năng lực tiến hành công việc liên quan đến hàng, cũng như hiểu rõ quy trình áp dụng về code trong sản xuất. Khóa học tổng quan của code dành cho 119 tổ trưởng và quản đốc đến từ các nhà máy và khối QA đã được bộ phận D&T tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 tại trung tâm đào tạo TC. Các học viên được chia làm 3 lớp và mỗi thành viên đều có 2 giờ đồng hồ để ôn lại cũng như tiếp cận những kiến thức mới. Phụ trách khóa học là giảng viên nội bộ Nguyễn Tấn Sửu thuộc bộ phận D&T. Anh là một trong 39 giảng viên nội bộ dày dặn kinh nghiệm của công ty hiện nay. Khóa học được thiết kế xoay quanh 4 nội dung chính xuyên suốt chương trình đào tạo, bao gồm 1. Những kiến thức tổng quan về code. 2. Hiểu rõ tại sao phải áp dụng code. 3. Cấu trúc của các code áp dụng tại Dusan Vina như ASME, AWS, IPR, v.v. Và 4. Là sự phân biệt khác nhau giữa code tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật. Hiện nay, tại Dusan Vina, chúng ta chủ yếu sản xuất các sản phẩm liên quan đến ASME Code và AWS Code, vì thế hai nội dung này được sấy sâu hơn. Việc hiểu rõ những code này rất quan trọng, tối thiểu hóa lỗi phát sinh, giúp các công đoạn sản xuất được chính xác, nâng cao năng suất công việc cũng như chất lượng sản phẩm. Sau một thời gian sinh hoạt tự phát, các thành viên có cùng sở thích câu cá và đá cầu đã có sân chơi của riêng mình khi hai câu lạc bộ này vừa được chính thức thành lập. Chiều ngày 14 tháng 6, bộ phận OC đã chủ trì tổ chức buổi ra mắt hai câu lạc bộ gồm câu lạc bộ câu cá và câu lạc bộ đá cầu, nâng tổng số câu lạc bộ của công ty lên con số 29 với tổng cộng 865 thành viên. Tham gia tại buổi lễ ra mắt là giám đốc khối hành chính Bắc Sung Quân và 45 thành viên ban đầu của hai câu lạc bộ. Giám đốc khối hành chính Bắc Sơn Quân đã bày tỏ mong muốn rằng các thành viên sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động, tạo ra các buổi sinh hoạt sôi nổi và bổ ích, trở thành những câu lạc bộ tiêu biểu tại Dusan Vina. Câu lạc bộ câu cá hiện nay có 28 thành viên do anh Đoàn Xuân Thương, bộ phận BI làm chủ nhiệm, và lịch sinh hoạt của câu lạc bộ sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần. Đây là một bộ môn sinh hoạt mang nhiều yếu tố thư giãn. Trong khi đó, câu lạc bộ đá cầu được thành lập với 17 thành viên ban đầu do anh Trần Phi Hùng, nhà máy bowler dẫn dắt. Thời gian tập luyện và sinh hoạt của câu lạc bộ này khá dày đặc. Bất kỳ ngày nào trong tuần, bạn cũng có thể bắt gặp họ tập luyện cùng nhau trên sân ký túc xá. Và nếu bạn quan tâm đến câu lạc bộ câu cá, hãy gọi anh Đoàn Xuân Thương qua số máy nhánh 1524.
và anh Trần Phi Hùng tại số máy nhánh 1768 nếu muốn tham gia câu lạc bộ đá cầu. Xin các bạn cho một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng xem lại những hướng dẫn an toàn trong sử dụng khí ga tại Dushan Vina. Tại Dushan Vina, ga được lưu trữ trong bồn dưới dạng khí hóa lỏng và hóa hơi, phân phối cho từng xưởng, bộ phận sử dụng thông qua hệ thống đường ống ga và các bộ chứa khí được lắp đặt tại từng xưởng, bộ phận. Ga được sử dụng trong công việc như cắt, gia nhiệt, nấu ăn, v.v. nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ là rất cao. Nguyên nhân có nguy cơ gây cháy nổ khi sử dụng ga. Dây khí bị rạn nứt gây rò rỉ khí. Dây khí bị mài mòn hoặc thủng do lôi kéo và va chạm vật sắc nhọn. Nối dây khí không đảm bảo gây rò rỉ khí. Bộ chia khí bị hỏng gây rò rỉ khí. Cháy ngược khi sử dụng đèn cắt. Dây khí tiếp xúc với tia lửa trong quá trình mài mòn, gouging, v.v. Dây khí tiếp xúc với điểm tiếp mát phát sinh nhiệt làm thủng dây ga. Rò rỉ khí trong không gian hạn chế. Dùng khí oxy để làm mát. Để tia lửa tiếp xúc trực tiếp với chai khí. Chai khí không được cố định chắc chắn gây ngã trong quá trình di chuyển. Lăn chai khí trong quá trình di chuyển. Để đảm bảo an toàn cháy nổ khi sử dụng ga, chúng ta cần chú ý một số điểm như sau. Thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy định. Sử dụng loại dây khí còn nguyên vẹn, không bị bào mòn hay rạn nứt. Khớp nối phải sử dụng kêu để cố định chắc chắn, không để rò rỉ khí ra bên ngoài. Sau khi kết thúc công việc, phải kiểm tra và khóa van của bộ chứa khí. Định kỳ kiểm tra van một chiều và bét của đèn cắt nhằm tránh hiện tượng gây cháy ngược. Chai khí phải được cố định chắc chắn khi di chuyển và khi sử dụng. Không sử dụng khí oxy để làm mát. Không sử dụng dây khí khác màu để kết nối dẫn khí. Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng LPG để nấu thức ăn nên cần thận trọng trong quá trình sử dụng. Thực hiện kiểm tra định kỳ các hệ thống đường ống, hệ thống cảm biến ga, van ga cung cấp cho bếp nấu để đảm bảo an toàn khi sử dụng LPG nấu ăn. An toàn cháy nổ là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dushan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dushan Vina DV TV V7N54. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dushan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dushan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.